Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuỗi series dạy học hóa học lớp 10 của thầy. Thầy tên là Gia Khánh. Thầy làm chuỗi series này để các bạn có thể tự học hóa học lớp 10 ở nhà. Với những cái chương trình mới như thế này thì có rất là nhiều điều mới và nhiều điều thú vị. Thì rất mong là qua chuỗi series này thì các bạn có thể học được hóa học lớp 10 và có thể là 11, 12 sắp tới trong cái chuỗi series tiếp theo mà thầy sắp tới làm. Các bạn ha. Rồi, đây là bài đầu tiên của chương trình học lớp 10 thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một một cái hạt vật chất cấu tạo nên mọi vật xung quanh của chúng ta, đó là nguyên tử. Chúng ta bắt đầu với bài học đầu tiên, đó là thành phần nguyên tử. Thì bây giờ trước khi mà chúng ta vào bài học này thì thầy có một câu hỏi dành cho các bạn. Đó là cái bàn này được làm từ vật liệu gì? Chắc hẳn rằng là các bạn cũng có thể đặt ra hoặc các bạn có thể trả lời được là cái bàn này mình có thể thấy được là chân bàn là bằng sắt, đúng không? Rồi mặt bàn thì là bằng gỗ và bên cạnh đó nó có những cây đinh, cây ốc bằng sắt để nối những cái thành phần này lại nữa. Ha. Vậy bây giờ nếu như chúng ta trở thành người tí hon, chúng ta đi tìm hiểu sâu bên trong, ví dụ cái đinh đó đi hoặc con ốc đó đi, mình tìm hiểu sâu bên trong con ốc đó nó được cấu tạo như thế nào, thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem một cái video để chúng ta coi coi là con ốc đó được cấu tạo như thế nào ha các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem video này. Hãy tưởng tượng là chúng ta là một người tí hon, bây giờ chúng ta đi sâu vào trong con ốc để chúng ta xem. Rồi càng lúc càng tới gần ha, bây giờ mình đi xuyên vào bên trong luôn, mình đi xuyên vào bên trong cái ốc này, các bạn sẽ xem kỹ ha, để coi đến cuối cùng chúng ta sẽ thấy được cái gì bên trong đó. À, càng lúc càng đi sâu rồi nè. Hai các bạn thấy rằng là cái ở dưới này người ta hiện cái nhân này đúng không? Đó là cái mức độ zoom đó. Ok, sắp tới rồi. Rồi, đây. Đây gần như là tận cùng. À, nếu là nếu như chúng ta đi sâu vào bên trong con ốc thì đây chính là cái nhỏ nhất mà chúng ta có thể thấy được ha. Và những cái hạt nhỏ nhất này nè các bạn, những cái hạt này nè người ta gọi là nguyên tử, có nghĩa là con cái đinh ốc này nè, nếu như mình đi sâu vào bên trong mình zoom nó ra để mình tìm hiểu thì thực chất cái đinh ốc đó được cấu tạo từ những cái hạt như thế này, và những cái hạt này không thể phân chia thêm được nữa, cho nên người ta gọi nó là nguyên tử ha. Như vậy thì tóm lại thì chúng ta có thể hiểu rằng nguyên tử chính là những cái hạt vô cùng bé và nó cấu tạo nên mọi vật xung quanh chúng ta, đó chính là nguyên tử ha. Và đây là một cái mô hình nguyên tử mà các nhà khoa học đã đề xuất ra. Thì bây giờ khi mà nhìn vào mô hình nguyên tử này á thì các bạn hãy chú ý giùm thầy ha, chúng ta thấy rằng là cái nguyên tử giống như hồi nãy chúng ta xem á, nó là mình tưởng tượng nó một cái khối cầu. Bây giờ mình soi cái khối cầu đó thì chúng ta thấy nó sẽ có những cái hạt, đúng không? Có những cái hạt màu vàng và những cái hạt màu cam, những cái hạt màu xanh. Thực ra người ta tô màu như thế này để cho các bạn dễ phân biệt thôi ha. Còn màu sắc thực tế thì chúng ta không biết được. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là có những cái hạt màu cam, màu xanh đó, nó tụm lại ở giữa, được không? Và những cái hạt màu vàng nó chạy xung quanh. Như vậy thì nó giống giống như là một cái quả, một cái trái gì đó ha, thì ở bên trong này nó giống như là cái hạt hay còn người ta gọi là cái nhân, được không nè? Như vậy trong nguyên tử á, cái khối mà bao gồm có những cái hạt xanh, hạt cam á, người ta gọi đó là hạt nhân ha các bạn ha. Rồi còn những cái hạt màu vàng chạy bên ngoài á, nó giống như là có nhân bên trong thì nó phải có cái vỏ bên ngoài, thì người ta gọi đó chính là vỏ nguyên tử, được chưa nè? Rồi như vậy thì trong hạt nhân thì mình thấy rằng á là nó có hai cái loại hạt, một hạt màu cam và một hạt màu xanh. Như vậy thì hai loại hạt này người ta đặt tên cho nó chính là hạt proton và hạt neutron. Đối với vỏ nguyên tử thì chúng ta thấy có một cái loại hạt màu vàng thôi, đúng không? Thì cái hạt đó chính là hạt electron. Như vậy thì tóm lại xét về cấu tạo của nguyên tử thì chúng ta sẽ nhớ rằng là nguyên tử là những cái hạt vô cùng bé cấu tạo nên mọi vật xung quanh chúng ta, không chỉ có những con ốc hay là cái đinh hay là cái bàn thôi các bạn, mà ngay cả cơ thể của chúng ta cũng được cấu tạo từ nguyên tử luôn nha. Và nếu mà chúng ta coi về cái cấu trúc nguyên tử thì nguyên tử được cấu tạo từ hạt nhân là cái khối nằm bên trong, và cái vỏ nguyên tử chính là cái
cái phần bao bên ngoài của hạt nhân. Hạt nhân bao gồm có proton và neutron, còn vỏ nguyên tử sẽ có những cái hạt electron. Rồi thì đó là những cái hạt cấu tạo nguyên tử. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu sâu hơn một chút về những cái loại hạt này các bạn ha. Rồi vậy thì hồi nãy thầy có nói cho các bạn là những nguyên tử là những cái hạt vô cùng bé. Vậy bây giờ chúng ta hãy xem coi là bé như thế nào ha. Chúng ta hãy xem video này để chúng ta thấy coi là nguyên tử nó bé vậy thì nó bé cỡ nào nha các bạn nhé. Rồi thì đây là một cái video mô phỏng để chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều những cái đồ vật, đúng không? Bây giờ người ta so sánh kích thước của những đồ vật đó ha. Đầu tiên là một cái bánh. Cái bánh ở đây là 0,5 cm. Thì đầu tiên thì người ta đưa cái đơn vị, các bạn thấy không? Là 0,5 cm, và người ta đổi là 100 cm và 1 m. Ha, thì cái này hồi tiểu học chúng ta đã học rồi, rất là đơn giản đúng không các bạn? Rồi chúng ta cùng đi tiếp ha. Rồi ở đây là một cái hạt muối. Người ta đưa cái kích thước đó là 0,3 mm, và ở đây người ta nói là 1000 mm và 1 m. Cái này chúng ta cũng biết luôn bởi vì 1 cm là có 10 mm rồi. Rồi chúng ta đi sâu tiếp vào bên trong hạt muối ha. À không, người ta soi một cái khác. Đây chính là nguyên cái vi khuẩn ha, đây là những cái con vi khuẩn. Rồi tiếp tục người ta lại đi sâu vào bên trong nữa, người ta lại thấy virus ha, virus, virus. Và những con virus này người ta đưa cái kích thước là 20 đến 300 nanomet. Chữ N này nè, chính là chữ nanomet. Thì do là kích thước virus nó quá bé cho nên là người ta không sử dụng cm, người ta không sử dụng mm, người ta sử dụng nanomet để cho dễ tính toán. Như vậy ở đây người ta so sánh nè các bạn ha, 1 m là bằng tới 1 tỷ nanomet. Chính con số 0 ha là 1 tỷ nanomet. Hay nói cách khác là 1 mét là bằng 10 mũ 9 nanomet. Được chưa? Rồi, chúng ta tiếp tục ha. Bây giờ người ta đi sâu tiếp nữa. Bên trong con virus luôn, nó sẽ có DNA hay là ADN mà chúng ta đã học ở cấp 2 đó. Thì DNA nó có kích thước là 2 nanomet. Nha, nó còn nhỏ hơn nữa. Tại vì mình đi sâu tiếp nữa nè. Người ta đi sâu tiếp nữa thì cái DNA đó nó cũng được cấu tạo từ nguyên tử. Nãy thầy nói rồi, nguyên tử là những hạt vô cùng bé cấu tạo nên mọi vật xung quanh chúng ta ha. Cho nên là nếu như mình đi tận cùng đến bất kỳ một cái vật chất nào thì nó cũng là nguyên tử hết. Như vậy thì ở đây nguyên tử, bây giờ chúng ta xem coi là kích thước người ta đưa ra là bao nhiêu ha các bạn ha. Rồi, người ta đưa kích thước là 0,5 đến 5 angstrom. Đây là một cái đơn vị nó khá là lạ. Thì thực ra bạn nhìn chữ angstrom thì mình hiểu đơn giản thôi, nó chỉ là cái đơn vị đó, cái thước. Nó cũng giống như là cm, mm, nanomet thôi. Thì ở đây người ta đặt một đơn vị, đó là đơn vị angstrom. Và người ta có đưa cái so sánh nè. Các bạn có thể thấy 1 mét là bằng 10 tỷ angstrom, tức là 10 cái số 0. Như vậy thì người ta có thể viết là 1 mét bằng 10 mũ 10 angstrom. Được chưa? Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là 1 mét, 1 mét là cỡ khoảng này ha, tức là bạn có thể tưởng tượng 1 mét là cỡ khoảng 2.5 ô cái ô gạch của mình, khoảng khoảng như vậy, hoặc là cái bàn của các bạn. Bây giờ cái 1 mét đó người ta chia thành 10 tỷ lần thì chúng ta mới có thể thấy được nguyên tử. Mình có thể thấy được nguyên tử nó vô cùng bé, đúng không các bạn ha. Vậy thì mình thấy là nó bé như thế nào rồi, thì chúng ta ôn lại một chút xíu ha về cái đơn vị. Thì trước khi ôn về đơn vị thì chúng ta hiểu rằng là nguyên tử là những cái hạt vô cùng bé. Và cái vấn đề là hồi nãy chúng ta coi cái mô hình nguyên tử. Đây chúng ta coi mô hình nguyên tử thì mình cũng thấy rằng có hạt nhân, vỏ ở trong, đúng không? Nhưng mà vẽ, người ta vẽ như thế này chỉ là vẽ một cách tương đối thôi. Nếu như mà người ta vẽ thực tế ha các bạn ha, thì nếu như cái hạt nhân nó bự một bằng viên bi cỡ như thế này thì cái nguyên tử nó phải bự bằng nguyên cái sân bóng. Có nghĩa là cái kích thước của hạt nhân so với tổng kích thước của nguyên tử ấy, là vô cùng bé nữa. Cho nên là cái kích thước ở đây mình thấy á, chỉ là một kích thước tương đối thôi. Nha. Rồi, như vậy thì ở đây chốt lại hai ý cho các bạn. Thứ nhất là nguyên tử rất là bé. Hồi nãy giờ mình coi video mình cũng đã thấy rồi, mình phải đi sâu nhỏ nhỏ, rất là nhỏ rồi mình mới thấy được nguyên tử.
Cái thứ hai nữa là cái kích thước của hạt nhân so với nguyên tử cũng cũng khá là chênh lệch, được chưa? Và hạt nhân cực kỳ bé so với cái nguyên tử. Rồi, trong phần này thì chúng ta sẽ ôn lại một chút về cái đơn vị. Hồi nãy chúng ta có nói về đơn vị nanomet và đơn vị angstrom. Thực ra đây cũng chỉ là những đơn vị đo kích thước thôi. Cho nên khi mà các bạn thấy chữ angstrom hoặc bạn thấy cái người ta ghi ký hiệu là chữ A mà có số 0 ở trên đầu á, thì mình cũng hãy bình tĩnh, bởi vì đây bản chất là đơn vị thôi. Nó cũng giống như cm hay là mm. Ở đây thì vì là nguyên tử quá bé, thành ra người ta sử dụng một cái đơn vị khác để cho dễ tính toán các bạn ha. Rồi, như vậy hồi nãy chúng ta thấy là 1 mét thì sẽ bằng 1 tỷ nanomet, và nó tương ứng với lại 10 mũ 9 nanomet ha. Cho nên là ở đây mình đổi ra là 1 nanomet bằng 10 mũ 1 phần 10 mũ 9 mét. Mà 1 phần 10 mũ 9 mét á thì chúng ta có thể viết là 10 mũ trừ 9. Cho nên á là các bạn thấy trong sách giáo khoa, chúng ta có một cái biểu thức đó là 1 nanomet bằng 10 mũ trừ 9 mét, thì cái 10 mũ trừ 9 này nè nó có nghĩa là 1 phần 10 mũ 9. Nhớ nha. Và tương tự với lại angstrom, hồi nãy chúng ta nhớ là 1 mét là bằng 10 tỷ angstrom. Cho nên cũng với cái suy luận như thế này thì 1 angstrom sẽ bằng 10 mũ trừ 10 mét. Như vậy thì các bạn nhớ cái cách đổi đơn vị này để chúng ta có thể đổi đơn vị cho nó dễ dàng khi mà làm bài tập các bạn ha. Rồi, vì chúng ta thấy 1 mét thì bằng 1 tỷ nanomet nhưng mà lại bằng 10 tỷ angstrom, cho nên dễ dàng suy luận được là 1 nanomet nó bằng 10 angstrom. Được chưa? Thì đây là những cái đơn vị nó khá là mới, nhưng mình hiểu rằng nó chỉ là đơn vị đo kích thước thôi, không có gì ghê gớm hết. Rồi, tiếp tục nguyên tử nặng bao nhiêu? Chúng ta biết là nguyên tử là vô cùng bé, tất nhiên thì nó cũng sẽ cái độ nặng của nó ha, cái khối lượng của nó cũng cực kỳ bé so với khối lượng của mình, đúng không? Như vậy thì ở đây thầy có cái khối lượng của nguyên tử carbon, nguyên tử carbon. Nguyên tử carbon chỉ có khối lượng là 19,92 nhân 10 mũ trừ 24 gram. Mình lại thấy con số 10 mũ trừ 24 có nghĩa là 1 phần 10 mũ 24 gram. Mình biết 1 gram là rất là nhẹ rồi, đúng không? Đối với mình, nếu như mà mình đứng lên cái cân thì cái số cân của mình nó được thể hiện bằng đơn vị kg, thì gram là rất là nhẹ rồi, nhưng mà đây là 10 mũ trừ 24 gram, cực kỳ bé luôn nha. Vậy thì đó là cái nguyên tử carbon, nguyên tử carbon. Vậy thì bạn thấy rằng là cái con số này rất là bé, đúng không? Con số này rất là bé, thành ra người ta lại đặt một cái đơn vị đo khối lượng nguyên tử khác, đó là đơn vị AMU. AMU viết tắt của chữ Atomic Mass Unit, tức là đơn vị khối lượng nguyên tử ha. Thì thực ra AMU nó chỉ là gì thôi, đơn vị đo khối lượng, nó giống như gram, giống như ký, nó giống như tấn, giống như tạ. Nhưng mà vì ở đây thằng này nó quá bé đi, nguyên tử nó quá bé quá nhẹ đi, nên người ta mới đặt thêm đơn vị này. Và người ta đặt là 1 AMU thì tương ứng với 1,66 nhân 10 mũ trừ 24 gram. Rồi, về khái niệm AMU thì chúng ta có thể xem trong sách giáo khoa ha. Nhưng mà để cho dễ hiểu thì 1 AMU sẽ tương ứng với 1,66 nhân 10 mũ trừ 24 gram. Cho nên là nếu như mà chúng ta tính cái khối lượng ha, chúng ta tính cái khối lượng của những cái hạt cấu tạo nên nguyên tử á, hồi nãy mình nhớ là nguyên tử là ba loại hạt, đúng không? Mình nhớ có ba cái màu, đúng không các bạn? Đây nè. Ha, đó, ở đây người ta cũng có mô tả giống như vậy. Ba cái hạt thì ở bên trong này là cái cụm bên trong là thường là hạt nhân, thì trong đó có proton và neutron. Những cái hạt bên ngoài chạy bên ngoài tạo ra cái vỏ nguyên tử, đó là hạt hay nó trong. Như vậy thì một proton sẽ có khối lượng gần bằng một neutron, và cái khối lượng đó gần bằng một AMU, được chưa? Như vậy thì bạn thấy rằng nó rất là đơn giản ở một chỗ, đó là một proton hay là một neutron thì khối lượng là một AMU, nghe nó rất là đơn giản luôn. Thay vì cái chuyện người ta lấy con số 10 mũ trừ bao nhiêu đó ra, nghe nó phức tạp khó hiểu lắm. Như thế này người ta đặt cái đơn vị mới nó dễ hiểu hơn ha. Và đối với electron thì electron lại có khối lượng cực kỳ bé so với proton với lại neutron. Thì ở đây bạn thấy một cái mô hình người ta mô tả ha, thực ra nó kích thước cũng không có phải là chính xác hoàn toàn, nhưng mà mình hiểu rằng là electron khối lượng rất bé so với proton ha. Cho nên là mình hồi nãy mình nói là nguyên tử có ba loại hạt, nhưng mà nói về khối lượng, vì electron khối lượng quá bé so với hai hạt kia, cho nên khối lượng nguyên tử đó chúng ta xem như là khối lượng của các hạt proton cộng các hạt neutron, hai đó cộng lại thôi.
Được chưa nè? Rồi, tiếp tục chúng ta lại nói về một cái khái niệm mới nữa, đó là điện tích. Không biết có mới hay không? Cấp 2 chúng ta học rồi ha, thì bây giờ thầy ôn lại một chút cho các bạn. Thì các bạn biết rằng là đây là một cái mạch điện đúng không? Học vật lý ha, học những cái phần khoa học tự nhiên ở cấp 2 chúng ta đã biết rồi. Thì cái mạch điện này nè, chúng ta thấy có cái cục pin, có cái đèn và có cái dây điện. Ở đây có cái khóa. Như vậy bạn thấy rằng á là cái đèn chỉ sáng khi mà đóng khóa lại thôi. Cái này chúng ta đã biết đúng không? Mạch mà phải kín, mạch nó kín thì nó mới có dòng điện. Như vậy thì tại sao khi đóng lại thì đèn lại sáng? Tại bản chất khi đóng lại á thì có một cái dòng chuyển động của electron. Ha, à, các bạn thấy không? Ở đây người ta ghi là electron flow nè, tức là dòng electron. Như vậy thì khi mà đóng mạch lại thì electron nó sẽ chuyển động theo dòng. Chuyển động theo dòng thì khi chuyển động theo dòng nó chạy qua cái đèn, làm cho đèn sáng lên. Được chưa? Như vậy thì cái việc mà đèn sáng á, mình hay học là à tại vì nó có điện, được không? Nhưng nếu mình hiểu kỹ hơn thì là do sự chuyển động của cái electron. Được chưa? Vậy thì chúng ta hiểu nôm na là tại sao trong cho dây điện nó có điện là do electron chuyển động. Vậy thì người ta đặt là mỗi hạt electron này là các bạn, mình phải hiểu rằng mỗi hạt electron này nó sẽ mang một phần điện. Cho nên là khi mà cái dòng electron nó chạy á thì nó sẽ tạo ra cái dòng điện. Được chưa? Và cái phần điện mà hạt electron mang á, ta gọi nó là điện tích. Được không nè? Điện tích nó mình hiểu đơn giản nó là cái phần điện mà một cái hạt nào đó mang. Ở đây thầy đang lấy ví dụ là hạt electron. Được chưa? Vậy thì mỗi hạt electron nó mang một cái điện tích là trừ 1,602 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb. Này, chữ coulomb này hay ký hiệu là chữ C ha, nó là gì? Nó chỉ là đơn vị đo điện tích thôi. Ha các bạn ha, mình thấy chữ coulomb mình đừng có hoảng hồn, đừng hốt hoảng lên. Mình hiểu rằng nó chỉ là đơn vị đo điện tích. Ok ha. Rồi. Ở đây người ta đặt cái đơn vị này, người ta đặt cái con số này các bạn. Tại vì nó không có cái hạt nào mang điện tích nhỏ hơn cái con số này nữa. Cho nên người ta đặt cái mỗi hạt ở trong sẽ mang điện tích là trừ 1. Trừ 1 hay là 1 trừ cũng được. Ha các bạn ha. Cái này là điện tích có đơn vị, còn cái này là điện tích người ta quy ước. Rồi, tương tự như vậy thì mỗi hạt proton cũng mang điện tích là 1,602 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb, nhưng dấu lại là dấu dư. Có nghĩa là hạt electron thì mang điện tích âm, còn hạt proton thì mang điện tích dương. Và bởi vì cũng là con số đó cho nên người ta đặt, người ta quy ước ha, mỗi hạt proton sẽ mang điện tích là cộng 1 hay là 1 cộng. Được không các bạn? Thì cái con số ở trong mặt này nè là con số điện tích mà người ta quy ước để cho dễ tính toán. Còn con số này là con số tích thực tế, cái điện tích thực tế tính theo đơn vị của nó. Được không nè? Vậy điện tích nó chỉ là cái phân điện mà mỗi hạt mang thôi. Đối với lại neutron thì neutron sẽ không mang điện. Ha, các bạn ha, neutron sẽ không mang điện. Rồi, như vậy thì mình thấy rằng á, là một cái nguyên tử thì nó có ba loại hạt. Đúng không? Hạt electron, mỗi hạt electron thì mang điện tích là trừ 1. Mỗi hạt proton thì mang điện tích là cộng 1. Vậy thì trong một nguyên tử trung hòa điện có nghĩa là sao? Trung hòa điện có nghĩa là tổng điện tích của nó bằng không. Được không? Trung hòa điện có nghĩa là tổng điện tích bằng không. Vậy bây giờ proton thì mang điện tích dương, electron mang điện tích âm. Vậy để tổng điện tích lại bằng không, vậy thì số hạt proton phải bằng số hạt electron. Bao nhiêu proton thì phải có bấy nhiêu electron, thì bao nhiêu dương có bấy nhiêu âm nó mới trung hòa với nhau, thì nguyên tử lúc đó mới không mang điện. Các bạn ha, thì đây là một cái nguyên tắc của một cái nguyên tử trung hòa điện. Rồi, ok, thì đây là một cái bảng tóm tắt một chút xíu về thành phần nguyên tử. Thì ở đây bạn nhớ thành phần nguyên tử bao gồm ba loại hạt ha. Mình hiểu rằng là nếu như mà mình thấy cái mô hình á thì nó sẽ có cái hạt nhân bên trong, và những cái electron nó chuyển động xung quanh bên ngoài tại lớp vỏ electron. Như vậy thì cái hạt nhân sẽ bao gồm hai loại hạt là proton và neutron. Electron chuyển động bên ngoài. Được chưa? Kích thước tương quan này chỉ là tương đối thôi ha, mình hiểu rằng electron nó rất là bé so với hai loại hạt kia và khối lượng cũng rất là nhẹ so với hai loại hạt kia luôn. Được không nè? Cho nên ở đây đối với về khối lượng thì khối lượng á của proton và neutron thì xấp xỉ là 1 mu. Còn electron thì quá bé, chúng ta có thể bỏ qua nó khi tính toán khối lượng.
về điện tích. Điện tích là cái phần điện mà mỗi hạt mang. Như vậy thì proton sẽ mang điện tích là cộng 1,6 nhân 10 trừ 19, là 1,602 đó, nhân 10 trừ 19 coulomb. Electron thì cũng con số đó nhưng mà mang dấu trừ. Được chưa? Và bởi vì vậy cho nên là số hạt proton phải bằng số hạt electron cho một nguyên tử trung hòa. Rồi thì đây là một cái bảng tổng quát ha, nguyên tử với hạt nhân vỏ. Hạt nhân thì có proton, proton mang dương đúng không? Rồi neutron thì không mang điện ha. Vỏ nguyên tử thì có electron, electron mang điện tích âm. Rồi và cái một cộng một trừ đó là cái điện tích người ta quy ước ha, nó sẽ tương ứng với lại 1,602 nhân 10 trừ 19 coulomb. Rồi giống như hồi nãy nguyên tắc có rồi, đó là số proton phải bằng số electron. Ok, rồi đó là thành phần của nguyên tử. Chúng ta đã nói về thành phần nguyên tử có những loại hạt gì, đặc điểm của nó về khối lượng, về điện tích và đơn vị đo kích thước như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng nói về một chút xíu về những cái khái niệm mà chúng ta đã học ở ở ở môn khoa học tự nhiên ở cấp 2. Nhưng bây giờ chúng ta cùng ôn lại một cách hệ thống luôn nha các bạn ha. Bây giờ chúng ta nói về môn. Thầy chắc chắn rằng là ở đây thì các bạn đều đã nghe cái từ môn này rồi, hoặc các bạn đã tính được số môn rồi, có thể là các bạn rất thuần thục tính số môn. Nhưng mà chúng ta cần phải ôn lại môn là gì, đúng không? Nhiều khi mình tính số môn nhưng mình có nghĩ cái môn là gì không? Thì bây giờ thầy sẽ đặt cho các bạn một câu hỏi ha. Bây giờ mình nhìn một cái đinh thì mình biết rằng là bất kỳ một cái vật chất nào, một vật thể nào, hay ngay cả chúng ta đều được cấu tạo từ nguyên tử, đúng không? Vậy bây giờ mình nhìn vào một cái đinh như thế này thì có bao giờ mình suy nghĩ là có bao nhiêu nguyên tử Fe? Nguyên tử Fe là nguyên tử sắt ha, iron. Bao nhiêu nguyên tử Fe trong cái đinh này hay không, đúng không? Thì nếu như mà tính ra thì nó sẽ tới cái này, thầy không biết đọc nó là con số gì, 14.200 tỷ tỷ nguyên tử. Quá nhiều con số không, được không? Như vậy thì bạn thấy rằng là nếu như mình cầm có một cái đinh lên thôi mà chúng ta nói là à, cái đinh này có 14.200 tỷ tỷ nguyên tử, là một con số quá khủng bố, quá lớn, và chúng ta nói chúng ta thấy mệt. Và chúng ta tính toán khi mà các bạn làm bài, mà các bạn viết cái này vô là hết giờ, đúng không các bạn? Cho nên đó, người ta thấy rằng là nếu mà chỉ sử dụng cái con số này thì không ổn, con số này nó bự quá. Cho nên người ta mới đặt một cái đơn vị. Hồi nãy giờ chúng ta đã học rất là nhiều đơn vị, đúng không? Đơn vị đo kích thước là chúng ta có nanomet và angstrom. Đơn vị đo khối lượng chúng ta có AMU, đúng không? Đơn vị đo đo điện tích chúng ta có coulomb, và người ta quy ước là 1,602 nhân 10 trừ 19 coulomb là điện tích đơn vị, là một cộng và một trừ. Vậy ở đây chúng ta học một cái đơn vị mới nữa, đó là mol. Như vậy bản chất mol là gì? Mol nó giống như cái đơn vị thôi. Một mol thì sẽ tương ứng với 6,02 nhân 10 mũ 23 hạt. Ở đây không có dấu trừ nha các bạn nha. Ở đây là 10 mũ 23, được không? Tức là một con số hạt rất là lớn. 10 mũ 23 tức là 23 số 0 đứng ở phía sau. Được chưa? Vậy một mol sẽ tương ứng với nhiêu đây hạt? Nó cũng giống như thế này. Bạn ra ngoài chợ, bạn đi mua trứng đi. Thì bạn nói, có thể nói với lại bạn người bán hàng đó là cho con mua một chục trái trứng. Thì người người bán hàng chắc chắn biết là một chục tức là 10 trái, hoặc là một tá trứng, tá chắc chắn là 12 trái, đúng không? Thì ở đây cũng vậy, một mol là 6,02 nhân 10 mũ 23 hạt, vậy thôi. Hàm mol nó chỉ là bạn bạn hiểu đơn giản, chỉ là cái đơn vị cho nó dễ dàng mình nói. Thay vì mình nói là một đống số không như vậy, mình nói một mol, hai mol, mà không vết mấy mol, nghe rất là nhẹ ta, đúng không các bạn nghe? Rồi như vậy thì nếu như chúng ta sử dụng cái quy tắc này thì bây giờ cái đinh này nó không phải là 14.200 tỷ tỷ nguyên tử nữa, mà chỉ là 0,0236 mol. Con số nhìn nó rất là đẹp, đúng không các bạn? Nhìn nó gọn gàng liền nha các bạn ha. Vậy mol là như vậy thôi, được chưa? Rồi như vậy thì cái con số này nè, con số này người ta gọi là số mol. Số mol người ta ký hiệu là n. Hồi chắc chắn là hồi cấp 2 chúng ta hay hay tính tính những con số này, đúng không? Mình hay viết là n của gì đó bằng bao nhiêu đó mol, thì mình hiểu rằng cái n này này nó là số mol, là cái con số này. Và bạn hiểu đây là số lượng nguyên tử Fe,
Được chưa? Và khi mình thấy chuyên môn là mình hiểu rằng người ta đang nói về số lượng nguyên tử. Các bạn ha. Rồi, rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta nói tiếp về một cái khái niệm nữa, đó là khối lượng mol. Như vậy, mol mình học rồi. Mol là một mol tương ứng với 6,02 nhân 10 mũ 23 hạt. Được chưa? Nó là con số lượng thôi. Bây giờ khối lượng mol là gì? Vậy bây giờ nếu như mà thầy lấy một nguyên tử oxygen, ký hiệu chữ O hay nguyên tử O đó là oxygen. Một nguyên tử oxygen thì có khối lượng là 16 AMU, mà mình nhớ cái khối lượng AMU này hồi nãy không? Là do nguyên tử quá bé cho nên là người ta mới đặt một cái đơn vị là AMU. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta giả sử có một mol nguyên tử oxygen. Ở đây không đủ mol nha, thì chỉ phải đại diện thôi. Bây giờ một mol nguyên tử oxygen người ta cân một mol, có nghĩa là cân bao nhiêu? 6,02 nhân 10 mũ 23 nguyên tử oxygen. Người ta cân hết cái đống đó thì con số khối lượng là 16 gram. Được không nè? À, bạn thấy rằng là cái con số 16 gram này, người ta thấy nói rằng khối lượng mol của oxygen ha là 16 gram trên mol. Vậy bản chất khối lượng mol là gì? Khối lượng mol là khối lượng của một mol. Được không? Thay vì người ta nói khối lượng của một mol, người ta nói khối lượng mol. Được chưa? Nó chỉ là cái gọn này thôi. Được không các bạn? Khối lượng mol là khối lượng của một mol cái hạt đó. Vậy thì người ta ký hiệu khối lượng mol là M lớn. Ha, M lớn O. Vậy khi mình thấy M lớn O mình hiểu rằng à người ta đang cân một mol nguyên tử oxygen. Tức là 6,02 nhân 10 mũ 23 nguyên tử oxygen thì có khối lượng là 16 gram. Được không nè? Đó, như vậy cái đơn vị gram trên mol ý nghĩa là như vậy ha. Một mol thì có khối lượng là 16 gram. Được chưa? Và chúng ta cũng để ý thấy rằng là cái con số 16 bên đây nè, với con số 16 bên đây nè, ha, nó lại vô tình trùng nhau. Có nghĩa là nếu mà mình học bài hoặc là người ta viết cái danh sách, cái bảng á, thì người ta chỉ cần viết một trong hai thôi, thì các bạn có thể suy luận ra cái con số còn lại. Ha, khối lượng của một nguyên tử là 16 AMU. Vậy khối lượng của một mol nguyên tử O là 16 gram trên mol. Được chưa? Nó khác cái đơn vị. Được không các bạn? Nhưng mà cái con số là giống nhau. Ha, nó khác đơn vị nhưng con số này giống nhau. Thì đó là một cái điều rất là thuận tiện cho mình. Rồi, vậy bây giờ chúng ta có một cái bài tập nho nhỏ. Bây giờ giả sử có một cái đinh sắt nặng 12,8 gram. Biết rằng M lớn Fe, M lớn là gì? M lớn là khối lượng mol của Fe là 56 gram trên mol. Đúng không? Như vậy thì mình hiểu rằng là cái 56 gram trên mol có nghĩa là một mol thì khối lượng là 56 gram. Vậy 12,8 gram tương ứng bao nhiêu mol? Thì cái này nó giống như là cái việc mà bạn nhân chéo chia ngang thôi, đúng không? Ha, thì thay vì người ta nhân chéo chia ngang thì mình có thể sử dụng cái công thức này. Thực ra công thức này chúng ta thiết lập cũng từ cái việc mà mình nhân chéo chia ngang dùng tam suất vậy đó. Ha, thì ở đây công thức này chắc chắn là các bạn đã thấy rồi hoặc là làm thuần thục với nó rồi. Ha, thì mình hiểu rằng là cái NFE đây là số mol nguyên tử. Được chưa? Tức là cái số lượng nguyên tử đó. Ha, tính bằng mol. M nhỏ chính là gram. Ha, chính là cái bao nhiêu gram đó là cái khối lượng thực tế cầm trên tay của cái đinh này. Là khối lượng thực tế là cái M nhỏ. M lớn là khối lượng của một mol. Như vậy thì mình lấy cái khối lượng thực tế mình chia cho cái khối lượng một mol mình sẽ ra được số mol của nó. Như vậy thì số mol Fe có trong cái đinh sắt này là 0,2 mol. Được chưa? Rồi thì đó là cái khối lượng mol ha, và chúng ta cũng ôn lại công thức về số mol tính theo khối lượng. Rồi, bây giờ chúng ta nói một cái chút xíu nữa. Đó là thể tích khí ha, thể tích khí. Vậy trước khi nói thể tích khí thì chúng ta nói về cái điều kiện tiêu chuẩn cái đấy. Hay còn gọi là điều kiện chuẩn ha. Thì ở điều kiện chuẩn có nghĩa là điều kiện 25 độ C và áp suất là 1 bar. Thì bar này là gì? Bar này nó chỉ là cái đơn vị đo áp suất thôi. Ha, không phải là bar để mà sập sinh ha, nhưng mà ở đây nó chỉ là cái đơn vị đo áp suất thôi. Độ C này là đơn vị đo nhiệt độ vậy thôi ha các bạn ha. Như vậy thì điều kiện chuẩn nó là điều kiện mà nhiệt độ là 25 độ C và áp suất là 1 bar. Được chưa? Ok, vậy bây giờ thầy sẽ có hai trái bong bóng này, một trái thì thầy bơm vào đây khí helium HE, bơm một mol khí helium thì thầy coi thể tích, thì thể tích của trái bóng này là 24,79 lít.
ở trong điều kiện chuẩn, được chưa? Và nếu như thầy không bơm nó bằng khí helium, thầy bơm nó bằng khí carbon dioxide là CO2, cũng là một mol luôn, thì thể tích nó lại vẫn là 24,79. Thì các bạn có thể thấy rằng là thể tích khí ở cùng điều kiện, không cần biết khí đó khí gì, đúng không? Nó chỉ phụ thuộc vào số mol thôi, được không các bạn? Cho nên đây là cái điểm đặc biệt của khí các bạn ha. Cho nên chúng ta mới có cái công thức là V bằng N nhân 24,79 lít. Ở đây công thức này là mối liên hệ của số mol khí và thể tích khí ở điều kiện chuẩn. Và lưu ý rằng cái V ở đây chỉ tính là thể tích khí thôi. Chúng ta không được tính thể tích dung dịch bằng công thức này. Nhớ nha, tại vì rất là nhiều bạn cứ nhớ mãi mãi là V gì đó, xong rồi cứ thấy V dung dịch cứ thế vào công thức này tính số mol, không phải ha. Công thức này chỉ áp dụng để tính thể tích khí mà thôi. Được chưa? Thì đây là cái công thức mà chúng ta cũng đã học rồi ha. Thì bây giờ chúng ta cùng ôn lại để chúng ta hiểu rõ hơn. Được chưa nè? Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ tổng kết bài học ngày hôm nay chúng ta đã học gì. Thứ nhất, chúng ta đã học về nguyên tử ha. Nguyên tử là những hạt rất bé cấu tạo nên mọi vật. Chúng ta đã học về cái thành phần của nguyên tử. Mình biết nó rất bé rồi, nhưng mà nếu mà mình soi rõ hơn thì nguyên tử nó sẽ bao gồm có hạt nhân và cái phần nằm bên trong, cái vỏ bên ngoài. Hai cái hạt nhân này nó sẽ chứa hai loại hạt, đó là proton và neutron. Cái vỏ nguyên tử là những cái hạt chạy xung quanh đó, nó là hạt electron. Rồi nói về kích thước ha, nói về kích thước thì mình biết rằng là nguyên tử rất là bé, thì mình đã học hai cái đơn vị mới là đơn vị nanomet và đơn vị angstrom. Một nanomet thì bằng 10^9 m, một angstrom bằng 10^10 m, và một nanomet thì bằng 10 angstrom. Được chưa? Rồi nói về khối lượng, nguyên tử rất bé, khối lượng cũng rất là nhẹ luôn, cho nên người ta cũng đặt ra một đơn vị mới là đơn vị mu. Người ta quy ước rằng một mu là 1.66 × 10^24 g. Rồi về điện tích, điện tích là gì? Điện tích là cái lượng điện mà một cái hạt nào đó mang. Nha. Như vậy thì nói về điện tích thì hạt proton sẽ mang điện tích dương, hạt electron sẽ mang điện tích âm. Và cái số dương là bao nhiêu? Là dương 1.602 × 10^19 C. Chữ C đó là đơn vị coulomb đó. Và tương tự hạt electron cũng cái điện tích giống con số đó nhưng mang dấu âm. Được không nè? Cho nên người ta có thể nói một proton thì mang điện tích là 1 cộng, một electron mang điện tích 1 trừ. Cái 1 cộng 1 trừ là cái người ta quy ước để cho dễ nói cho nó nhanh ha, cho nó đơn giản. Được chưa nè? Và các bạn thấy rằng là có hai loại hạt này mang điện thôi ha, hạt neutron thì không mang điện. Được chưa? Rồi, cho nên là trong một cái nguyên tử trung hòa, một nguyên tử trung hòa điện. Trung hòa điện có nghĩa là tổng điện tích bằng 0, vậy bao nhiêu proton thì phải có bấy nhiêu electron. Tức là số hạt P phải bằng số hạt E. Ha. Rồi, chúng ta nói tiếp về số lượng nguyên tử rất là bé. Cho nên là một cái vật bé xíu thôi cũng có rất nhiều nguyên tử rồi, thành ra người ta đặt một cái đơn vị mới cho các bạn, đó là đơn vị mol. Vậy bản chất mol là đơn vị, thế không? Số lượng hạt mà thôi. Một mol tương ứng với 6.02 × 10^23 hạt. Và tương tự như vậy, khối lượng mol là khối lượng của một mol. Ha, người ta chỉ hiểu là m lớn, và từ đó thì chúng ta sẽ có những cái mối liên hệ là m nhỏ bằng m lớn nhân n. Cho đó m nhỏ này là cái khối lượng thực tế. Ví dụ mình cầm cái đinh lên bao nhiêu gam thì cái m nhỏ là bấy nhiêu đó. Được không nè? Và cuối cùng là thể tích khí. Ha, và nhớ công thức này, n nhân 24,79 chỉ tính cho thể tích của khí thôi, không tính dung dịch, không tính chất lỏng, không tính chất rắn. Được chưa? Lưu ý cái này ha. Rồi, ok, thì bài học đầu tiên đơn giản như vậy thôi ha, các bạn ha. Thì chúng ta cùng ôn lại, nếu các bạn nào mà chưa có rõ cái phần nào thì chúng ta cùng ôn lại ha. Còn nếu mà rõ rồi thì chúng ta cùng đón chờ cái bài học này, bài học số 2 tiếp theo ha các bạn ha. Ok rồi, bye bye các bạn.